Trời, xin chào cả nhà nha. Bạn đây là dừa sim nè các bạn, dừa sim này ở dưới Bến Tre các bạn. Đây là dừa sim Bến Tre nè, đây là dừa sim Bến Tre. Và các bạn nhìn thấy không, đây là dừa sim ha. Đây là tắc nha. Đây là đường cát ha. Rồi mình sẽ làm cái món dừa tắc, nhưng mà mình sẽ không làm cái món dừa tắc thông thường như ở ngoài tiệm đó hay làm, là nước dừa đổ ra vắt tắc, bỏ đường vô, bỏ đá vô nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ mang hai trái dừa này mình đi nướng, nướng 10 phút rồi mình sẽ làm nước dừa tắc, và các bạn đón xem video mình làm nha, cái coi coi nó ngon hay nó dở hơn nước dừa tắc thông thường ha. Rồi mời các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ để hai trái dừa này vào trong mâm này, mình sẽ bỏ vào trong lò mình nướng nha các bạn. Rồi. Rồi. À, bây giờ mình sẽ nướng hai trái dừa này nha các bạn. Mình sẽ bỏ vào lò mình nướng nha. Rồi. Mình sẽ mở 150 độ lửa trên. Nướng trong vòng 40 phút đi nha. Rồi, một lát xong nó nguội rồi, nó chín rồi, nó nguội rồi mình lấy ra rồi các bạn xem tiếp nha. Vâng, giờ mình đã nướng xong rồi này các bạn, giờ mình đặt ra mình thấy thử coi nó ngon không nha. Đã nướng xong rồi. Giờ mình sẽ bỏ cái dừa này ra, mình làm dừa tắc nha. Đây là dừa nướng nha các bạn. Đây, dừa nướng. Dừa sim nướng. Lúc trước mình cũng có làm cái clip dừa nướng á các bạn, nhưng mà mình nướng bằng than, cái này mình nướng bằng lò nướng á nha các bạn, để mình thử một miếng cho các bạn nha, rồi mình cảm nhận mình nói nha. Rồi. Đây. Rồi nó ngọt ngọt thơm thơm á các bạn, nó thơm, nó khác cái vị của dừa tươi nha, nó thơm thơm, nó béo béo, rất là ngon á các bạn, nó ngọt lắm. Rồi. Rồi, giờ mình đổ vào đây mình làm dừa tắc nha. Làm nước dừa tắc.
trái được nửa ly thôi các bạn. Rồi mình tạo cái này ra cho nó vào luôn nha. Đây, cái mặt cá nó sẽ chín tím tím như thế này nè các bạn. Đây vừa nướng lên nên cái nó tím tím như thế này các bạn. Bạn thấy rõ không đó? Ừ. Chín luôn cái cá luôn rồi các bạn. Vừa nướng thì uống nó thơm hơn vừa nấy nhưng mà nó có vị béo béo, còn vừa kia vừa tươi thì nó ngọt ngọt, nó thanh thanh. Hai cái vị nó khác nhau đó các bạn. Rồi, bây giờ mình làm vừa tắt nha, vừa tắt bằng vừa nướng chứ không phải là vừa tươi. Nước dừa nó đã ngọt rồi nên mình sẽ cho ít đường thôi bạn, mình không có cho nhiều đường vào trong nước dừa nha, cho nhiều quá nó ngọt lắm. Mình cho khoảng 3 muỗng đường này thôi nha. Ba muỗng đường cát. Khoảng 3 trái tắc. Tiếp vô đây. Rồi các bạn khuấy đều hỗn hợp này lên cho đường nó tan rồi mình cho đá vào nha. Mình nêm trước cái rồi nó có vừa không nha. Nó hơi lạc xíu mình thêm miếng đường nữa nha. Nó hơi lạc. Các bạn nào cứ thích uống ngọt hay thích uống lạc thì cứ thêm đường tùy ý mình ha. Mình khuấy lên cho nó tan hết đường rồi mình không. Giờ là vừa uống rồi bạn. Rồi mình cho đá vào nha. Các bạn có thể làm thử cái món này đi, rất là ngon. Vừa nướng, vừa mình đem mang mình đi nướng. Mình đi nướng xong rồi mình vắt tắt vô. Chứ mình không phải để như vừa bình thường vắt tắt như giống ngoài tiệm. Các bạn làm đi, rất là ngon. Mình có thể tự làm ở nhà, nếu mà bạn không có lò nướng thì các bạn nướng cho bếp ga cũng được. Rồi, rồi các bạn nha. Rất là ngon. Giữa trưa nắng mà có một ly nước mát như thế này uống là rất là tuyệt vời các bạn. Để mình thử một miếng cá nha. Cá nãy mình lấy ra đây.
cái này nó như thế nào ha. Nó vùi vùi, nó béo béo, nó không còn cái giống như cái dừa tươi nữa các bạn, nó rất là ngon, nó thơm lắm. Các bạn làm thử đi, cũng dễ làm lắm. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn các bạn gặp lại các video tiếp theo nha. Các bạn nếu thấy thích thì hãy cho mình một like, một subscribe bên dưới, động viên mình tinh thần, mình rất thích làm video. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.